Vâng, xin giao lưu với cô chú chị các bạn, Dũng là Hà Văn Dũng, quê hương Bắc Giang. Hôm nay thì rất là nhiều cô chú anh chị ở Bắc Giang cũng ngồi đây, và cái khán phòng này là cũng một trong những khán phòng rất nhiều kỷ niệm, bởi vì cái thời kỳ mà Covid là xảy ra nhiều nhất thì đại hội thành công mà các lãnh đạo ra ngoài này thì các sở ban ngành không cho tổ chức, và cũng cái hội hội nghị này và tổ chức là lúc đấy là cũng đông kín như này luôn. Và lúc đó là nhớ là 100% khẩu trang trừ MC và diễn giả, vẫn còn những hình ảnh đấy rất là nhiều kỷ niệm. Nên là hôm nay thì Dũng cũng một cái nhân duyên lại đứng lên cái hội trường này. Ở đây Dũng giao lưu với cô chú chị các bạn một cái chủ đề, đó là mục tiêu, kế hoạch và hành động. Đây là một trong những cái chủ đề mà Dũng nghĩ là rất là quan trọng, bởi vì tất cả chúng ta đến với môi trường này á thì đều hy vọng đó là chúng ta thành công, đúng không ạ? Ai nhất định là lên diamond mới nghỉ cho tay nói tôi, đúng không ạ? Đúng ạ, nhất định phải lên diamond. Và tất cả các lãnh đạo đã đi du lịch ở Amway á, nói một câu này: nếu mà làm Amway á không được đi du lịch diamond một lần ấy, đừng có nghỉ. Hãy nhớ là chưa được đi du lịch diamond thì đừng có nghỉ á. Nên là nếu mà chúng ta chưa được đi du lịch diamond á thì không được phép nghỉ, đúng không? Còn hơi thở cuối cùng cũng phải lên diamond. Và vừa rồi á, đại hội thành công vừa rồi Dũng nghe cái câu chuyện của cô Tâm, các bạn thấy một cái tấm gương của sự nghị lực phi thường, đúng không ạ? Cô nói là chỉ cần cô còn thở thôi cũng cô cũng phải lên diamond, 71 tuổi, đúng không ạ? Mà ở đây tất cả những cô chú anh chị chúng ta ở đây cũng có người 71 tuổi, nhưng cái số mà dưới 71 có phải là nhiều không ạ? Có phải như cô đấy bây giờ cô vẫn còn bắt đầu, và tại sao chúng ta không mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải cho mình một cái quyết tâm. Không phải từ quyết tâm đâu, mà thầy Trần Hữu Vân Dũng nghe một cái câu, đó là phải xuất tiết, phải xuất tiết nó mới thành công được. Còn hạ quyết tâm á thì phải cộng với gì? Hành động, đúng không ạ? Hành động á mà không có sự kiên trì á thì kết quả cũng bằng không. Và buổi sáng Dũng giao lưu với lãnh đạo Dương Văn Vượng ấy, thì lãnh đạo nói là quyết tâm á mà quyết tâm mà nhân với không á cũng bằng không, đúng không ạ? Hành động á mà không hạ quyết tâm ấy, nhân hay không thì cũng bằng không, đúng không ạ? Nhưng hạ quyết tâm, hành động và kiên trì ấy, nó mới có sự thành công được. Vâng, đúng với cái bảng đúng không ạ? Hôm nay thì Dũng sẽ giao lưu một xíu thôi. Dũng thì là một người thì chưa phải là người pin cao, nhưng hôm nay các lãnh đạo cho Dũng chia sẻ là mục tiêu làm thế nào để lên 21% được, đúng không ạ? Bởi vì mình chưa lên diamond, chưa lên euro thì mình không thể chia sẻ mục tiêu euro diamond được. Nhưng Dũng biết là rất nhiều cô chú anh chị ở đây đang rất khát khao muốn lên 21%, đúng không ạ? Nên là Dũng là người đã làm được 21% rồi, nhưng Dũng hy vọng là thông qua cái chia sẻ của Dũng ấy sẽ giúp cô chú và anh chị các bạn tháng này đột phá 21%, được không ạ? Vâng, cho Dũng chạm tay lớn lên nữa đi ạ. Đúng không ạ? Đây là bạn. Có phải là diamond là 6 nhánh không đúng không ạ? Diamond là 6 nhánh, ai cũng muốn lên diamond đúng không ạ? Và để 6 nhánh đây là đi đi, đi đi đúng không ạ? Và để tạo nên đi đi á thì cần là, có phải là cần 4 người 12% đúng không ạ? 12%. 12%. Và để cần 12% bền vững thì có phải cần 4 người 6% không đúng không ạ? Đây là kết cấu chuẩn 6%, 6%, 6%. Và hôm nay Dũng chưa làm lên diamond, Dũng không chia sẻ diamond. Dũng làm được lên 21%, Dũng sẽ chia sẻ được 21% được không ạ? Và đi đi chỉ là 21% 6 tháng thôi. 6 tháng thôi. Nên là thầy nói là bạn biết làm 6%, bạn sẽ biết làm diamond. Nên là vấn đề ở đây á là cái quan trọng ở đây á, chúng ta chỉ cần biết tạo nên 6% mà thôi. Và cái đầu tiên á là chúng ta phải hiểu là cái tầm quan trọng của đặt mục tiêu, đúng không ạ? Mục tiêu, đúng không ạ? Nó quan trọng như thế nào? Tầm quan trọng. Có phải là tất cả cô chú anh chị các bạn, Dũng sáng giờ Dũng chứng kiến rất nhiều những cô chú anh chị các bạn vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, vẫn phải đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà chúng ta biết là cái BTC này rất là quan trọng với sự nghiệp Amway, đúng không ạ?
nên là chúng ta vẫn đến đây. Và Dũng trêu một lãnh đạo đó là một mũi tên bắn trúng hai đích, đúng không ạ? Nhưng mà có phải là cái buổi BTC này là một trong những buổi cực kỳ quan trọng của sự nghiệp kinh doanh này, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã biết rồi, cái hệ thống của chúng ta có ba cái đỉnh tam giác. Đầu tiên đó là OBV hay là hội nghị gia đình, đúng không ạ? Cái đỉnh thứ hai đó là đại hội thành công, và cái đỉnh thứ ba đó là BTC. BTC, cái đại hội thành công này coi như là chúng ta được trao một chiếc xe, nhưng mà chúng ta không có bằng lái. Nếu mà rất là nhiều người á, rất nhiều cô chú anh chị á ở đại hội thành công đã bảo trợ từ xa rồi, có nghĩa là đang trao cho chúng ta một cái xe rất là xịn, chúng ta đã dám leo lên lái mặc dù chưa biết lái xe là gì. Có phải là nhiều người đã bị tông chết vài người chưa, đúng không ạ? Hoặc là vài người đã bị tổn thương trái tim chưa, đã bị trái tim đã bị nhỏ rất là nhiều giọt máu chưa, đúng không ạ? Và cái câu chuyện của thầy là một câu chuyện rất là nổi tiếng, mà khi mà thầy á đại hội thành công về, thầy chia sẻ cho 20 người, đúng không ạ? Và thông qua cái việc mà chia sẻ bằng điện thoại đó thì 20 người đó đến bây giờ chưa ai làm ăn với thầy, đúng không ạ? Nên là cái vấn đề là cái lớp BTC này là rất quan trọng của sự nghiệp kinh doanh Amway. Nhiều người đi nhiều lần đại hội thành công nhưng không dụng tâm học lớp BTC và mãi mãi không biết cách làm Amway chuẩn, đúng không ạ? Và thông qua việc hôm nay, đặc biệt vừa rồi chúng ta nghe lãnh đạo Minh Khôi chia sẻ về cái bài phối hợp hay, không ạ? Rất nhiều người hôm nay biết, thì ra là mình chưa làm được như vậy, đúng không ạ? Thì ra là mình vừa rồi mình hành xác lãnh đạo mình, đúng không ạ? Thì ra là vừa rồi á là mình coi lãnh đạo mình như là một cái gì đó không có giá trị, đúng không ạ? Thế thông qua cái bài ABC phối hợp vừa rồi thì mọi người thấy là để mà thật sự có kết quả thì chúng ta phải biết trân trọng cái người lãnh đạo, đúng không ạ? Bởi vì cái sự nghiệp này là sự nghiệp là gì, chúng ta làm chủ. Sự nghiệp này là gì, là cái sự nghiệp mà cái người tuyến trên của chúng ta chỉ là cầu nối cho chúng ta đến ngôi trường này thôi. Còn thành công hay không không phải do người tuyến trên, đúng không ạ? Và thành công hay không là do chính bản thân bạn chứ không phải do người tuyến trên. Nên là Dũng thấy là cái thật sự cái lớp này là vô cùng quan trọng. Và có thời điểm mà trước năm 2022 thì hệ thống lãnh đạo Dương Văn Vượng tổ chức một cái lớp BTC, và chị Thanh lại tổ chức thêm một lớp BTC nữa ở 156. Và liên tục trong vòng 5 tháng như vậy á là Dũng học hai lớp BTC, thì cái tháng thứ 6 là Dũng lên 21%. Liên tục luôn, không bỏ một cái lớp BTC nào. Và nhiều người á trả giá cho việc học. Có một câu nói rất là hay đó là gì? Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu, đúng không ạ? Chúng ta nếu mà chúng ta sợ cái việc ngồi này á thì đi ra ngoài kia chúng ta sẽ không bao giờ có kinh nghiệm bảo trợ người. Mà chúng ta sẽ là người mà hủy hoại cái sự nghiệp của cái người mà chúng ta muốn chia sẻ. Nên là trước hết muốn bảo trợ người khác phải bảo trợ chính mình thông qua lớp BTC này. Và cho tất cả cô chú anh chị một tràng pháo tay thật lớn với sự hiện diện ở đây, đúng không ạ? Mục tiêu ấy, nó như cái kim chỉ nam ấy, đúng không ạ? Kim chỉ nam nó dẫn hướng chúng ta. Và vừa rồi lãnh đạo Khôi có chia sẻ, đúng không ạ? Cái phương hướng đấy nó rất là quan trọng. Đây là mục tiêu này. Ví dụ như Hồ Chí Minh ra Hà Nội này, đúng không ạ? Chúng ta mục tiêu phải là đi ra Hà Nội. Thì chúng ta có mục tiêu thì chúng ta mới lôi được, đúng không ạ? Rất là nhiều người vừa rồi đã đội nhóm ở Dũng, nhiều người không có tiền, nhiều người không có thời gian, nhiều người không có sức khỏe để đi, nhiều người không có thời gian lại không có cả tiền luôn, đúng không ạ? Nhưng mà Dũng để ý có người nào có mục tiêu á thì lúc đấy tiền từ đâu nó nhảy đến á, đúng không ạ? Bởi vì có mục tiêu. Và thầy có một câu nói rất là hay, đó là tiền là cái giá trị nhỏ nhất trong kinh doanh này, đúng không ạ? Nếu mà bạn muốn tiền nó sẽ tự chui ra. Nên là cái mục tiêu là cái kim chỉ nam. Và cái người lãnh đạo có mục tiêu á là hạnh phúc của đội nhóm, và cái người lãnh đạo không có mục tiêu á là tai họa của đội nhóm, đúng không ạ? Nên là rất chúc mừng cô chú anh chị nào á mà đang ở trong đội nhóm cái người lãnh đạo mình đang có mục tiêu, đang chạy mục tiêu, là những cái người mà rất hạnh phúc luôn. Bởi vì cái người có mục tiêu á, người ta sẽ bất chấp tất cả, người ta không ngại khó khăn, không ngại gian khổ, đúng không ạ? Người ta chỉ có mục tiêu là tiến về phía trước rồi. Và người ta không có một khó khăn gì hết á. Và có một câu nói kinh điển của những cái người thành công trên thế giới, người ta đã nói rồi: mục tiêu lớn á thì khó khăn sẽ nhỏ, đúng không ạ? Mục tiêu nhỏ thì khó khăn sẽ lớn, và mục tiêu vĩ đại khó khăn bằng không, đúng không ạ? Nên là nếu mà chúng ta có mục tiêu thật sự vĩ đại á, và cái mục tiêu á
thậm chí chúng ta nghĩ đến á, chúng ta phải run sợ đến cái mục tiêu đó, thì không có một cái khó khăn gì đến với chúng ta được, đúng không ạ? Nên là Dũng hy vọng là tất cả cô chú anh chị các bạn khi mà đi đại hội thành công về, chúng ta làm thế nào không cần biết, nhưng mà chúng ta chỉ tìm được cho chính bản thân chúng ta một cái lý do, cái động lực là vì sao chúng ta phải thành công trong Amway. Khi mà chúng ta có cái bài lý do vì sao làm Amway thật sự á, thì đó là cái động lực lớn nhất, không có khó khăn nào có thể giúp cho chúng ta cản bước được. Thế là Dũng hy vọng là chúng ta phải nghiêm túc á, viết cái bài đó ra, nói với chồng mình, viết cái bài lý do đó nói với vợ mình, viết cái bài lý do đó nói với con mình, nói với ba mẹ mình. Có ai nói chưa? Dũng đã tâm sự với vợ rồi. Và Dũng cũng chia sẻ là hãy cho anh 5 năm. 5 năm học đại học Amway. 5 năm này anh sẽ không mang tiền về cho gia đình. Anh sẽ không gửi tiền về cho gia đình, nhưng anh sẽ không xin tiền gia đình. Anh sẽ tự kiếm tiền để học Amway. Các bạn thấy không ạ? Nên là khi mà mình thật sự mình chia sẻ cái lý do vì sao mình phải thành công cho Amway ấy, vợ mình thấy rất là nghiêm túc luôn. Và lúc đó là vợ mình lúc đấy mới ủng hộ. Chứ bây giờ một cái người mà gọi là xa gia đình, không giúp được gì cho gia đình, mà ngược lại á, lại đi xa biển biệt như vậy. Nếu mà là người phụ nữ thì có hiểu cho không ạ? Nhưng mà ở đây á, là Dũng đã cho vợ Dũng vào đại hội thành công 4 tháng rồi. Và cái mục tiêu á, mục tiêu cái bảo trợ một lửa còn lại của mình cũng là một cái mục tiêu. Mục tiêu đây có rất nhiều dạng mục tiêu, đúng không ạ? Nên là nó là một cái kim chỉ nam mà nếu mà cái người nào làm Amway ở đây á, mà chưa bảo trợ được một nửa còn lại của mình á, thì bằng mọi cách đừng có nghĩ bảo trợ người khác, mà hãy bảo trợ cái lửa còn lại, đúng không ạ? Hãy nghĩ bảo trợ cái người còn lại, thì nhất định chúng ta sẽ thành công trong Amway. Mặc dù họ sẽ không đồng hành với chúng ta trong cái sự nghiệp kinh doanh này, nhưng ít nhất là họ không phản đối, đúng không ạ? Ít nhất họ không tạo áp lực, đúng không ạ? Cứ đi ra ngoài là hôm nay con bệnh, đúng không ạ? Rồi mai lấy tiền đóng cho con, đúng không ạ? Liên tục như vậy thì làm sao mà chúng ta có tinh thần chúng ta làm Amway được? Nên là cái mục tiêu đó là cái kim chỉ nam rất là mạnh mẽ cho chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta hãy dành cho một tràng pháo tay để cho thay đổi không khí được không ạ? Vâng. Thứ hai là cách đặt mục tiêu. Cách đặt mục tiêu. Vâng. Mục tiêu á thì phải có tính khả thi, đúng không ạ? Nếu mà mục tiêu không có tính khả thi á thì mục tiêu đó là rất là viển vông. Người mới đến Amway nói là một năm đến Diamond được không ạ? Không thể nào, đúng không ạ? Nên là mục tiêu, tất cả mục tiêu ở đây nó đều phải có cái khả thi. Và mục tiêu chúng ta phải nói ra, mục tiêu chúng ta phải viết ra, mục tiêu chúng ta phải hiện thực hóa. Nghĩa là chúng ta phải xây dựng cái bản đồ ước mơ ấy, vẽ ra cái mục tiêu bao giờ lên 21%. Và Dũng nhớ cái câu chuyện của người thầy rất là vĩ đại, cái người thầy rất là tuyệt vời, đó là thầy Phu Hộ Kiên, đúng không ạ? Thầy Phu Hộ Kiên, mà khi mà thầy đến nhà thầy Dr. Cherry, thầy hỏi là tôi rất là muốn lên Diamond, đúng không ạ, như thầy. Và thầy Dr. Cherry hướng dẫn là anh đến một cái showroom ô tô đẹp nhất, anh chụp cái xe mà anh muốn. Tôi muốn mua một cái xe giống thầy, cái xe Volvo, đúng không ạ? Và thầy đến showroom, thầy chụp cái hình cái xe, và thầy ghi mục tiêu là Phu Hộ Kiên nhất định năm này lên Diamond và dán lên trần nhà, nhà vệ sinh, rồi điều khiển TV, màn hình điện thoại. Và mỗi khi mà đi ra ngoài mệt á, là thầy quay về nhà, thầy muốn bật cái điều hòa lên để ngồi mát một chút, thì thầy thấy là Phu Hộ Kiên nhất định lên Diamond và thầy dập cái điều hòa xuống, cầm cái điều khiển TV á, định bật cái TV lên thì xuất hiện cái câu là Phu Hộ Kiên nhất định là năm này lên Diamond, lại bỏ cái điều khiển xuống. Và định ngả lưng cái nhìn lên trần nhà thì thấy Phu Hộ Kiên ngày này tháng này lên Diamond, lại đi ra ngoài, đúng không ạ? Nên là cái mục tiêu nó phải như vậy á. Và khi mà Dũng làm mục tiêu, Dũng dán khắp nhà và vào nhà vệ sinh Dũng cũng viết hết lên. Và con Dũng nhiều khi nó cứ trêu bố viết cái gì mẹ, nó đâu hiểu mình viết cái gì đâu. Mình cứ viết hết từ trên xuống dưới đó. Bởi vì mình viết như vậy á, để mình tự kỷ ám thị. Và lúc đấy á, là mình tự mình giám sát mục tiêu của mình, không bên trên nào giám sát cho mình hết á. Bởi vì ngủ ai ngủ cho, đúng không ạ? Ăn ai cho ăn cho, đúng không ạ? Lúc mát ai mát mát hộ mình? Có phải chính bản thân mình sướng không ạ?
Và cái bẫy của cái người làm mục tiêu á, đó là cái ngôi nhà của mình. Cái ngôi nhà của mình là cái bẫy, đúng không? Và khi mà Dũng về Bắc Giang á, khi mà Dũng về Bắc Giang thì sao? Dũng rất là thương các con. Dũng sáng ra thì Dũng nấu nấu cơm sáng cho các cháu ăn, xong rồi trưa về thì từ thành phố Bắc Giang ấy, cứ sợ là các con nó ăn nó không ra gì lại phải chạy về. Chạy về thì nắng quá này, nằm ngồi tí ngủ quên cái đi 2 giờ. 2 giờ lại không muốn đi nữa rồi. Và sau đó thì Dũng cho mình quyết định là nhất định phải rời khỏi nhà thì mình mới làm được mục tiêu. Và khi đó thì Dũng quyết định là Dũng vào Sài Gòn. Nên là cái nhà, cái tổ ấm của mình nhá, nó là một cái vũ khí rất là khó lường, đúng không ạ? Đối với người làm mục tiêu. Nên là cái người làm mục tiêu ấy, đừng ở nhà. Và mọi mọi người xem nghe những cái vừa rồi, những cái vinh danh của những cái Diamond, những cái couple Diamond vừa rồi, đúng không ạ? Họ làm mục tiêu hình như cái thời gian của họ cực kỳ ít ở nhà. Họ chỉ quay ở ngoài chứ họ đâu quay ở nhà đâu. Nhưng mà chúng ta tự đặt ra một câu hỏi là cái thời gian ở nhà chúng ta bao nhiêu, đúng không? Nên là nhà là một cái cạm bẫy của cái người đặt mục tiêu. Nên là chúng ta có thể thay đổi được không ạ? Nếu mà thay đổi được cho Dũng chào vào tay đi ạ. Vâng. Và khi đặt mục tiêu á, thì chúng ta phải hành động, chứ không phải là đặt mục tiêu để đấy, để hù dọa lên trên mình, đúng không ạ? Chứ khi mà nói là nhất định tôi lên 21%, sau đó thì để đó, đúng không ạ? Ngủ vẫn cứ yên. Cái người mà đặt mục tiêu á, là ngủ không được đâu. Rất là khó ngủ luôn. Và cái người mà có cảm giác với mục tiêu á, thì kể cả một tối ngủ một tiếng cũng không mệt. Còn cái người không có cảm giác mục tiêu á, ngủ 8 tiếng vẫn mệt. Cứ để ý mà xem, đúng không ạ? Đây là thật sự các lãnh đạo đã làm mục tiêu rồi thì các lãnh đạo có cảm giác như vậy, đúng không ạ? Cũng như là Dũng nghĩ là những người phụ nữ á, họ đã sanh được rồi á, thì chẳng cái gì là họ không làm được, đúng không ạ? Bởi vì sanh nở nó khó như vậy mà họ còn làm được mà, thì cái gì là họ không làm được. Nên là chỉ cần chúng ta hiểu cái phương thức của vấn đề đặt mục tiêu á, là chúng ta nhất định chúng ta sẽ làm được mục tiêu, đúng không ạ? Ok, chúng ta hãy dành một tràng tay lớn hơn nữa được không ạ? Và hãy nhớ là đặt mục tiêu nó phải chi tiết cụ thể rõ ràng. Ví dụ 6%, đúng không ạ? Bao giờ 6%? Đúng không ạ? 21%, bao giờ 21%? Mục tiêu nó còn phải có thời gian cụ thể, chứ không phải là 21% rồi cứ để đó thôi, không bao giờ là đặt ra. Và nhiều người là 6% lên 12%, xong rồi quay về lại cứ đặt 12%. Không phải. Mục tiêu Dũng làm Amway chưa bao giờ đặt 12%. Chỉ có đặt một cái đó là 21%. Chưa bao giờ đặt 12, 15%. 12, 15% nó là một cái gì đó mà mình không muốn nó trải qua thôi. Còn đặt mục tiêu luôn luôn Dũng đặt cái 21% này. Và khi mà Dũng mới vào làm Amway, Dũng đã lên sân khấu Dũng hô 21% rồi. Và cái người mà muốn thật sự muốn có cảm giác mà để đặt mục tiêu á, là xuất hiện trên sân khấu nhiều rồi. Luôn luôn là hô 21%, đúng không ạ? Mình phải hô ra. Cái mục tiêu của mình phải nói ra để sao? Ví dụ khi bạn này quên, bạn này còn nhắc nhở, đúng không ạ? Nói cho chồng mình là nhất định 2 tháng nữa em lên 21%. Anh phải nhắc em nhá, đúng không ạ? Mình phải nói cho người thân của mình, mà làm như là cái người thân ở trong gia đình mình cảm người thấy người này không bình thường ấy. Lúc đó cái 21% nó mới thật sự nó rõ ràng. Còn nếu mà vẫn cứ bình thường như vậy là rất là khó, và phải có một cái gì thế lực rất là gọi vi diệu ấy nó mới lên được, đúng không ạ? Thật sự luôn, bởi vì người các lãnh đạo nói rồi, làm Amway ấy, muốn làm Diamond cũng phải vượt qua cửa ải này mà. Nếu mà không vượt qua cửa ải thì làm sao mà lên Diamond được, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta có cảm giác rõ ràng đấy, chúng ta phải ghi ra, đúng không ạ? Ok, và cái phần tiếp theo đó là chia chia mục tiêu, đúng không ạ? Các hạng mục tiêu. Các hạng mục tiêu nó hơi thấp, đúng không ạ? Ghi ở đây. Đầu tiên đó là mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn. Ngắn hạn. Ngắn hạn là tính bằng tháng, đúng không ạ? Ví dụ từ 1 cho đến 12 tháng này, làm sao lên được 21% này, đúng không ạ? Lên được 21%. Cái mục tiêu thứ hai á, đó là mục tiêu trung hạn.
trung hạn là khoảng 3 cho đến 5 năm này, đúng không ạ? Lúc đấy chúng ta lên diamond và mục tiêu cả đời FC, đúng không ạ? Dài hạn, à dài hạn đúng không ạ, là FC. Và Dũng đã ghi cái mục tiêu FC này lên biển ở Nha Trang, và Dũng nhất định Dũng làm được FC, mục tiêu nhất định chúng ta đạt cái cột mốc FC này. Nên là làm Amway á, càng già càng giá trị, đúng không ạ? Khi chúng ta lên FC á, và chúng ta một tháng chúng ta chỉ lên xuất hiện trên sân khấu một lần thôi mà, thậm chí 3 tháng 5 tháng xuất hiện trên sân khấu một lần mà, các bạn thấy không? Để có sự xuất hiện của thầy Phù Hồng Tiên thì phải mất 3 đến 5 năm, đúng không ạ, mới mời được thầy sang Việt Nam để thầy chia sẻ một câu chuyện khoảng độ 1 tiếng đồng hồ. Mà thầy tuổi lớn như vậy rồi, có phải là ở trong truyền thống ấy, thì chúng ta già chúng ta nói chuyện nhiều ấy, thì người ta nói là các bà già nhiều chuyện, đúng không ạ, nói nhảm. Nhưng mà đến với môi trường Amway á, thì 1 tiếng chia sẻ sân khấu á, phải tính bằng đô. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Và tất cả dịch vụ á, Amway trả cho các FC đó đều là khách sạn 5 sao tiêu chuẩn cao nhất luôn. Nên là hãy lên FC đi rồi các biết, đúng không ạ? Còn đấy là thầy Phu chia sẻ thôi, chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn đi ạ. Và cái câu nói vừa nãy Dũng nói rồi, khi mà mục tiêu nhỏ quá thì khó khăn rất là lớn. Nên là chúng ta đặt mục tiêu á, là đặt mục tiêu lớn luôn, đúng không ạ? Và Dũng đến với Amway á, Dũng đặt mục tiêu cho mình á, lúc đó là rất là ngây ngô, là 10 năm lên 21%. Bởi vì lúc đấy á, là bản thân Dũng là một người á, là Dũng không học đại học. Dũng nghĩ là nếu mà một người đại học 5 năm á, đại học 5 năm ra trường ấy, họ còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền mà, đúng không? Khoảng chỉ 10 triệu đổ về thôi. Nhưng mà 21% cái thời điểm đó nó rơi vào tầm 25 triệu. Thì đối với một người mà thật sự không có trình độ như Dũng á, thì Dũng cho 5 năm đại đạo Amway, đúng không ạ? Và 3 năm cấp 3 nữa là khoảng 7-8 năm, và thực tập nó cho 10 năm luôn, để lên 21%. À, bởi vì sự nghiệp Amway là sự nghiệp cả đời mà. Hay là ở đây có ai ở Hải Dương không ạ? Có ai biết cây vải tổ ở Hải Dương không ạ? Hơn 300 tuổi đúng không ạ? Và chỉ cần trồng chăm sóc một thời gian 3 đến 5 năm, khi nó có trái có phải là mấy đời con cháu ăn, đúng không ạ? Sự nghiệp Amway là sự nghiệp trồng cây lâu năm. Còn nếu mà chúng ta nghĩ là sự nghiệp Amway như một sự nghiệp trồng cây lúa thì rất là vất vả, và tháng cứ 1 năm trồng 2 đến 3 vụ, đúng không ạ? Thì rất là vất vả. Nên là chúng ta phải xác định là Amway không phải kiếm tiền nhanh, mà Amway kiếm tiền lâu, kiếm tiền trọn đời. Chứ nếu mà ai kiếm tiền nhanh trong Amway á, ở đây có rất là nhiều người kinh doanh bất động sản, đúng không ạ? Dũng có những cái đối tác mà kinh doanh bất động sản đấy, sang tay cái là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu một mảnh đất, họ kiếm tiền rất là nhanh. Nhưng mà vừa rồi á, là họ mất tiền cũng cực kỳ nhanh luôn, đúng không ạ? Còn Amway á, thì kiếm tiền lâu, kiếm tiền lâu. Nhưng mà thầy thầy Trần nói là có thể làm nhanh được mà, thầy Trần có 2 tháng lên FP thôi, đúng không ạ? Và ở khán phòng này Dũng biết rất là nhiều người chỉ 1 tháng lên FP thôi, có thể kiếm được tiền nhanh mà. Nhưng mà chúng ta cũng không cần thiết phải làm như vậy, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần xây dựng cái kết cấu chuẩn thôi thì nhất định chúng ta sẽ vừa nhanh và vừa bền được. Nên là nếu mà thời gian đẹp của cái người lên FP nó khoảng 6 tháng là cực kỳ đẹp luôn, so cái bài OVP của thầy, đúng không ạ? Khoảng 4 đến 6 tháng là cực kỳ đẹp, và lúc đấy là chúng ta cũng có cái sự trưởng thành nhất định rồi. Thế là hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Vâng, và cái phần tiếp theo đó thì chúng ta hãy chia nhỏ mục tiêu ra. Rất là nhiều người nghĩ là mục tiêu 21% nó rất là cao, đúng không ạ? Đây là 21%, nó là 270 triệu, đúng không ạ? 270 triệu thì tương đương khoảng 10.000, 10.000 giá trị điểm. Nhưng mà người mới thì không không hiểu cái này mấy, đúng không ạ? Nhưng mà 270 triệu nếu mà một mình làm thì có nhiều không ạ? Rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta chia ra 30 ngày. 30 ngày thì sao? Thì có phải là mỗi ngày bằng khoảng tương đương 9 triệu, đúng không ạ? 9 triệu chia nhỏ ra. 9 triệu mà cảm thấy nó nhiều, một 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 ngày mà làm 9 triệu thì không làm nổi, đúng không ạ? Chúng ta chia ra. Và có một câu nói rất là hay là gì? Thay vì bạn dùng 100% sức lực của mình thì hãy mượn 1% sức lực của 100 người, đúng không ạ? Chúng ta chia nhỏ ra. Bạn ở đây, bạn
Có một người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Mỗi người làm 3 triệu được không ạ? 3 triệu một ngày. 3 triệu. 3 triệu. Đúng không? Chia nhỏ mục tiêu ra. Và cảm thấy 3 triệu một ngày vẫn là nhiều. Là rất là khó làm đúng không? Chúng ta có thể là kiếm 5 hoặc 10 người. Tùy theo chúng ta đúng không ạ? Chúng ta chia nhỏ ra. 10 người. Nếu mà người số 1 này và người số 10. Mỗi người chỉ cần là một cái nước rửa chén và một cái kem đánh răng. Nước rửa chén và một kem đánh răng. Là chúng ta, một nhóm người này 10 người, có phải là chúng ta đã tạo được 3 triệu rồi đúng không ạ? Đâu cần nhiều đâu. À, có phải là thay vì một mình chúng ta làm tất cả thì chúng ta tìm nhiều người để làm đúng không ạ? Và để tìm được nhiều người thì sao? Những cái phần trên các lãnh đạo đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đúng không ạ? Chúng ta phải liệt kê danh sách ra, phân tích danh sách ra. À, và chúng ta phải tổ chức những cái buổi hội nghị gia đình liên tục vào, đúng không ạ? Và Amway á, Amway bắt đầu từ đâu? Amway bắt đầu từ hội nghị gia đình. Và hội nghị gia đình là cái nôi của Diamond. Thì hôm nay, chủ đề hôm nay là hình như là không có cái hội nghị gia đình. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị muốn cái kinh doanh này bền vững á, thì cái cách duy nhất á, ở đây làm hội nghị gia đình thường xuyên vào. Bao nhiêu cô chú anh chị các bạn mới á, hạ quyết tâm là nhất định sau đại hội thành công này làm hội nghị gia đình cho tay hay tôi đúng không ạ? Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Hội nghị gia đình là cái nôi của kinh doanh này. Nếu mà chúng ta không có hội nghị gia đình nhá, là chúng ta sẽ không phát triển được Amway. Cũng như cái cửa hàng này á, khi mà họ bắt đầu là từ bao giờ, có phải là từ họ khi họ đã chuẩn bị setup hết mọi thứ, họ khai trương đúng không ạ? Thì họ mới làm bắt đầu. À, và cái hội nghị gia đình của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có tủ sản phẩm, chúng ta không có tranh ảnh poster, chúng ta bảng treo lên, thì chúng ta làm sao mà hội nghị gia đình được đúng không? Và chúng ta bảo trợ ra một cái hệ thống, một cái đội nhóm, họ cũng y chang như chúng ta như vậy, thì có phải là hệ thống của chúng ta là hệ thống giống không ạ? Nên là vấn đề ở đây á, đầu tiên là chúng ta cứ nghĩ là gì, cái kinh doanh Amway này nó không khác gì cái kinh doanh truyền thống, bởi vì chúng ta sẽ kiếm những cái đồng tiền đầu tiên là đồng tiền bán lẻ đó đúng không ạ? À, thông qua cái những cái hội nghị gia đình này á, ví dụ họ đến họ mua cái kem đánh răng, họ mua cái kem đánh răng mà chúng ta không có, chúng ta nói là để tôi ra siêu thị tôi mua, và họ về họ hỏi vợ, hỏi chồng, hỏi ông hàng xóm, và lúc đấy họ đổi ý, có phải là mất cái cơ hội họ tiếp cận đến sản phẩm không ạ? Nên là nếu mà cái mà chúng ta không làm hội nghị gia đình nhá, thì những cái mục tiêu này chúng ta cũng rất là khó làm. Nên là vấn đề ở đây ấy, cô chú anh chị, nếu mà đã đến đại hội công thì chúng ta hạ cho mình quyết định là nhất định phải mở hội nghị gia đình được không ạ? Còn cho chúng ta một tràng pháo tay thật lớn lên đi ạ. Buổi chiều là cái buổi mà rất là áp lực, và tất cả những cái con số ở đây nó không đem lại giá trị chi tiền cho chúng ta, nên là chúng ta hơi căng thẳng đúng không ạ? Nên là Dũng cũng rất là khó khăn khi chia sẻ buổi chiều, nên là cần cái sự phối hợp, sự động viên của tất cả các anh chị đâu không ạ? Một tràng pháo tay lớn nhé. Bởi vì sau Dũng còn một vị lãnh đạo rất là xuất sắc, một vị lãnh đạo mà Dũng rất là ngưỡng mộ. Và đây là cái người lãnh đạo mà thật sự khi đầu tiên Dũng vào Hồ Chí Minh, Dũng thuê nhà gần lãnh đạo để Dũng học Amway của lãnh đạo. Và cuối cùng thì còn ít thời gian nữa thì Dũng sẽ xin chia sẻ cái quá trình mà Dũng làm mục tiêu được không ạ? Dũng hy vọng thông qua cái câu chuyện của Dũng á, thì tất cả những cô chú anh chị các bạn chúng ta có động lực để làm sao đó chúng ta đột phá cái tháng này được không ạ? Không, cho chúng chàng vào tay được không ạ? Một tràng pháo tay lớn lên được không ạ? Đúng là người mà làm Amway hầu như là lên FB là hầu như là lâu nhất hệ thống. Bởi vì cái quá trình biết đến Amway của Dũng rất là gian nan. 2015 thì Dũng biết đến Amway, ký thẻ Amway. Và Dũng làm Amway thì được 3 hay 4 tháng ở Đại hội thành công ở miền Bắc. Sau đó thì thầy không tổ chức nữa. Và một con cá mà cạn nước ấy thì làm sao sống được đúng không ạ? Và không có đại hội thành công thì không thể sống được. Và lúc đó thì các lãnh đạo phát động Dũng đi vào Hồ Chí Minh. Và lần đầu tiên Dũng vào Hồ Chí Minh, Dũng chứng kiến một cái hội trường, hai hội trường là hơn 2.000 người. Rất là tuyệt vời, rất là náo nhiệt như vậy. Và Dũng chứng kiến sân khấu là FP, thầy chia sẻ mà hôm qua thầy nói là gần 100 người một lượt ấy, là Dũng vào là Dũng chứng kiến là cao điểm ở đại hội thành công ở trong đó. Và Dũng thấy cái không khí và cái môi trường trong này rất là tuyệt vời, con người trong này rất là tuyệt vời. Và Dũng hạ quyết tâm là nhất định Dũng sẽ ở trong này, Dũng phát triển Amway.
Và khi mà Dũng ở trong Hồ Chí Minh, Dũng phát triển sự nghiệp Amway một thời gian á, thì một cái biến cố đó là cái cơn bão bán hàng đa cấp nó xuất hiện. Và khi đó thì Dũng không có đội nhóm, Dũng cũng chưa có tài chính, và lúc đó là Dũng cũng không có tiền luôn. Thậm chí các lãnh đạo Imoro lúc đấy cũng nghỉ, mà Dũng là người 0% là Dũng phải quay lại truyền thống, Dũng làm Amway. Và lúc đấy thì Dũng đi ra ngoài Nha Trang, Dũng nhận cái dự án ở ngoài Nha Trang 2 năm. Và sau đó thì Dũng quay trở về thủ đô Hà Nội, Dũng nhận rất nhiều những dự án ở ngoài Hà Nội này. Và Dũng cũng nỗ lực trong truyền thống 4 năm. Nhưng mà trong vòng 4 năm đó không bao giờ Dũng dừng nghe game, không bao giờ dừng dùng sản phẩm, và không bao giờ dừng OVP. 4 năm trời mặc dù không có hội nghị, không có tuyến trên, nhưng mà không bao giờ Dũng dừng những cái việc làm Amway. Không bao giờ dừng cái môi trường Amway, hay là cái những cái câu nói của những người thành công truyền động lực cho Dũng. Nên là vì những cái ghi âm đó nó làm cái động lực cho Dũng không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Và đến năm 2019 thì Dũng trở về Hồ Chí Minh, Dũng hạ quyết tâm là nam tiến một lần nữa. Thì khi mà Dũng hạ quyết tâm nam tiến thì Dũng cứ đi ra đi vô, đi ra đi vô này, và rất là mất nhiều tiền. Và khi đó thì không có kết quả, và Covid xảy ra. Covid xảy ra thì Dũng bị cách ly ở trong Sài Gòn là 3 tháng, và Dũng rất là bế tắc, bởi vì lúc đấy là mình, bản thân mình lúc đấy là cũng không có thành tích, không có cái gì cả. Và Dũng vào trong Hồ Chí Minh từ 0% mà Dũng nỗ lực lên 15% rồi, và mục tiêu đang thẳng tiến là 21%, thì Covid xảy ra. Và lúc đấy là cái đội nhóm của Dũng nó cũng không, nó rất là rời rạc, và Dũng phải quyết định là đi ra ngoài Bắc. Và khi mà Dũng đi ra ngoài Bắc á, là Dũng bay cái chuyến cuối cùng của cái đợt mà Covid á, là chuyến bay cuối cùng. Và đi ra sân bay chỉ có lác đác vài người thôi, bởi vì nhiều người không đủ cái tiêu chuẩn mà kia cái test á, để lên được sân bay. Những cái người lớn tuổi người ta không biết cách để đi, và đi nhiều bệnh viện người ta không nhận test. Nên là Dũng là một trong những người may mắn Dũng ra. Và khi mà Dũng ra ngoài Bắc á, thì Dũng lại bị dính một cái đợt Covid ở ngoài Hà Nội, và Dũng lại cách ly 3 tháng ở ngoài Hà Nội, và mất thêm 3 tháng nữa rồi. Và khi mà ở Hà Nội nó ổn định nhá, Dũng lại về Bắc Giang thăm nhà. Khi mà về Bắc Giang thăm nhà thì vợ Dũng lại bị Covid, Dũng lại bị cách ly 3 tháng nữa, và mất năm rồi đúng không ạ? Rất là khó khăn, nhiều cái khó khăn nó trải qua cái năm đó. Và sau khi mà hết Covid xong á, thì Dũng lại tiếp tục Dũng đi ra Hà Nội chia sẻ. Nhưng mà lúc đấy á, là mọi cái hội nghị nó rất là khó khăn, để tạo lên một hội nghị rất là khó khăn. Và Dũng thấy là chỉ có miền Nam mới có môi trường để cho Dũng phát triển. Bởi vì ngoài Bắc này Dũng cũng rất là hòa nhập với cái Dũng sống ở miền Nam nhiều rồi. Dũng hòa nhập môi trường đấy rất là dễ. Và Dũng vào trong đấy Dũng đi hội nghị liên tục. Và Dũng cũng tạo lên một cái đội nhóm nho nhỏ. Nhưng mà khi mà Dũng cứ đi ra đi vào như vậy, đi ra đi vào vậy á, nó rất là tốn kém và nó chẳng có hiệu quả gì cả. Và từ cái thời điểm mà các lãnh đạo bắt đầu tổ chức liên tục những cái lớp BTC, và chị Thanh cũng tổ chức những lớp BTC 156 Cộng Hòa, thì Dũng liên tục tham dự 5 đến 6 cái BTC. Và Dũng cứ bay ra bay vào như vậy. Và đến một cái thời điểm là bắt đầu là tháng 10 năm 2022, thì một cái câu nói của lãnh đạo Vượng là em ở lại Hồ Chí Minh đi. Và tháng đấy Dũng quyết định ở lại Hồ Chí Minh, và tháng đó Dũng đột phá lên 21%. Cái quá trình làm mục tiêu của Dũng nó không đơn giản như một câu nói là xong. Cái tháng mà Dũng đặt mục tiêu 21% á, là lúc đấy là đội nhóm của Dũng nó cũng chưa có nhiều. Và Dũng chở một cái đối tác đó là chị Ngắm, hôm nay cũng ngồi đây. Hai chị em đi thì bị tai nạn và mượn cái máy của chị Hiển, là máy lọc không khí, đi cho khách hàng trải nghiệm, nhưng cuối cùng cũng không gặp được khách hàng. Và Dũng bị té, là Dũng bị dạn ba ly xương, và vào bệnh viện Thủ Đức ấy, thì chụp chiếu là dạn ba ly xương, và bác sĩ nói là mình phải bó tay và đưa cho mình một cái toa thuốc để mình điều trị. Nhưng mà mình không dùng thuốc, bởi vì mình đã tin tưởng cái dòng dinh dưỡng Nutrilite rồi, và mình dùng toàn bộ cái dinh dưỡng. Và bác sĩ nói là tay của em như vậy phải một tháng mới chạy được xe. Nhưng mà mình dùng dinh dưỡng rất là nhiều. Và khi cái tháng mình có cảm giác mục tiêu, mình luôn luôn nhìn cái mục tiêu của mình. Mình đã đặt mục tiêu rồi mà. Mình không bao giờ chùn bước trước cái mục tiêu của mình. Và cái lúc đấy tay mình đau. Tay mình đau thì mình đi xe buýt. Không đi xe máy, đi xe buýt. Bắt 3 chặng xe buýt để đến gặp chị Ngắm để nói về mục tiêu.
Và chị ngắm lúc đấy cũng không không hiểu sao, bình thường mình đi xe máy mình đi chỗ cửa trước, hôm đấy mình luồn cửa sau mình đi. Hai chị em mình cứ nói chuyện với chị ấy, và chị có hào hứng trở lại, và hai chị em cứ liên tục như vậy. Tháng đấy chị ngắm chốt được rất nhiều máy lọc không khí, bán được rất nhiều máy lọc không khí đó. Và thông qua cái mà sự quyết tâm của Dũng ấy, 7 8 ngày, và khi mà Dũng thấy là đi xe buýt được không được, và Dũng quyết định là đi xe máy. Mà lúc đấy là Dũng đi cái con PCX của chị Mạch, con rất là to. Thì khi mà Dũng đến đến chạy đến chỗ chị ngắm á, là đau ướt hết mồ hôi luôn, nó kiểu nó vào xương ấy, đau ướt hết mồ hôi. Dũng phải làm 2 tiếng, 2 tiếng Dũng mới tỉnh, nhưng mà nó không chùn bước, tiếp tục tiến. Dũng nghe một cái câu nói của cái người thành công là gì? Mồ hôi có thể rơi, nước mắt có thể rơi, máu có thể rơi, nhưng ước mơ không bao giờ được từ bỏ. Dũng biết rất nhiều cô chú anh chị ở đây khó khăn. Khi mà Dũng làm mục tiêu ấy, cảm ơn. Lúc đấy là con của Dũng nhỏ là đi gửi không được, bởi vì Covid á, là người ta không cho đi sang nhà người khác, và đi lang thang như vậy nó rất là nguy hiểm. Và Dũng quyết định gọi thợ vào hàn hàn cái khung ở ngoài á, và Dũng gắn camera để Dũng theo dõi. Người ta nói là có mục tiêu á thì không có lý do gì, đúng không ạ? Và lúc đấy là Dũng hàn lại, Dũng cứ xem camera và Dũng thấy rất là thương. Nhưng sau đó thì Dũng quyết định Dũng cắt camera, Dũng không xem nữa, để Dũng chuyên tâm với mục tiêu. Và rất là nhiều người, Dũng thấy rất là nhiều người có quá nhiều lý do để biện biện minh cho cái sự thất bại của mình, nhưng mà Dũng thì không bao giờ. Cái khó khăn của Dũng kể ra đây nó chỉ là 1% thôi, nhưng mà Dũng là người không bao giờ từ bỏ, không bao giờ từ bỏ mục tiêu, không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Nên là Dũng hy vọng là tất cả chúng ta ở đây đều là những người rất là tuyệt vời, chúng ta chỉ tìm được cái động lực của chính mình thôi là nhất định chúng ta sẽ thành công. Cái 21% ở đây không phải là cái vấn đề mà nó khó khăn đến cỡ lớn nào cỡ nào, mà cái 21% ở đây nó chỉ là cái động lực của chúng ta thôi. Cái ước mơ của chúng ta nó đủ lớn ấy, thì 21% nó tự xuất hiện. Còn cái ước mơ của chúng ta nhỏ quá thì có quá nhiều cái để biện minh cho cái sự thất bại của chúng ta. Nên là Dũng hy vọng là thông qua hôm nay, tất cả những cô chú anh chị ngồi đây đừng bao giờ cho mình một cái lý do để thoái thác cho sự thất bại của mình, mà hãy mạnh mẽ lên tiến về phía trước, được không ạ? Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, được không ạ? Là cảm ơn cái môi trường ngoài Bắc này, cảm ơn tất cả những cô chú anh chị, các lãnh đạo, đặc biệt là chị Imoro Nguyễn Thị Thanh, những người mà đã trao cho Dũng những cái cơ hội lên sân khấu trưởng thành, cho Dũng những môi trường rất là tuyệt vời. Và cảm ơn tất cả các lãnh đạo ở miền Nam đã cho Dũng một cái sân chơi để Dũng trưởng thành, Dũng cống hiến, Dũng trưởng thành, Dũng học tập. Và Dũng hy vọng là Dũng sẽ được cống hiến nhiều hơn nữa. Và thông qua hôm nay là Dũng hy vọng tất cả sang năm chúng ta ít nhất đều là Natrium trở lên, được không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ.